Hello anh em, chào mừng mọi người đang quay trở lại với Tech Room. Và hôm nay mình đang mở hộp một chiếc flagship nữa được ra mắt tại thị trường Việt Nam, Find X3 Pro 5G. Chiếc máy mà mình rất là kỳ vọng về nhiều thứ, đặc biệt là cụm camera trên sản phẩm này. Bây giờ chúng ta cùng nhau mở hộp trên tay nhanh và có một vài chia sẻ xung quanh chiếc máy này trong video ngày hôm nay. Về mặt đóng hộp thì Oppo vẫn đóng hộp khá là dày cho Find X3 Pro, chứng tỏ máy này sẽ có đầy đủ phụ kiện chứ không như một số chiếc flagship khác được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây mà bị cắt giảm gần như là hết về mặt phụ kiện đi kèm như củ sạc, cáp sạc. Hộp máy màu bạc và có logo hình chữ số 3 nổi lên, sờ vào các bạn sẽ cảm nhận được có một cái sự nổi nổi ở đây. Đây cũng chính là cái nét thiết kế của cụm camera chính ở sản phẩm này, rất là độc đáo và thú vị. Bên ngoài màu xám nhưng bên trong màu đen. Hộp đầu tiên của máy là hộp đựng các cái phần phụ kiện nho nhỏ đi kèm. Chúng ta sẽ có một chiếc ốp lưng nhựa mềm có phủ nhung rất là miệng tây. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, đặc biệt là một cái thẻ bảo hành toàn cầu của thương hiệu Oppo. Xịn quá thể luôn. Và anh em, trong cái ốp lưng của máy này, bây giờ chưa gắn điện thoại vào thì một đống lỗ luôn, trông hơi sợ đó, không biết khi lắp vào thì nó sẽ trông thế nào. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay, chiếc Oppo Find X3 Pro. Phiên bản của mình có đó là phiên bản màu xanh và cụm camera nó sẽ nổi lên so với mặt lưng, tự động nhô lên và không có cái phần bao viền nào cả, nhìn khá là lạ. Tí nữa mình sẽ nói nhiều hơn về sản phẩm này. Bên dưới thì đương nhiên hộp dày là để đựng phụ kiện. Chúng ta sẽ có sạc SuperVOOC 65W và cáp A2C để hỗ trợ công nghệ sạc này. Và ngoài cách sạc này thì Oppo cũng cung cấp cho chúng ta khả năng sạc nhanh không dây khi các bạn mua cái bộ sạc nhanh không dây của Oppo để phục hồi nhanh chóng cho viên pin 4500mAh của Find X3 Pro. Quay trở lại với nhân vật chính chúng ta có ngày hôm nay là Find X3 Pro phiên bản màu xanh mình đang có trên tay. Thì máy khung vẫn là khung kim loại nhưng mặt lưng để chuyển về sử dụng mặt lưng dạng thiết kế bằng kính, do vậy nên trọng lượng tổng thể của sản phẩm này dù có biên lớn hơn nhưng lại nhẹ hơn người anh em Find X2 Pro của mình. Phần mặt lưng của máy thì được phủ nhám mờ với phiên bản màu xanh, nhưng phiên bản màu đen thì lại bóng gương nên là sẽ để lại nhiều mồ hôi dấu vân tay. Giữa hai phiên bản này thì mình vẫn sẽ thích phiên bản màu xanh của Find X3 Pro hơn. Chiếc máy trông sang trọng và ít bám mồ hôi dấu vân tay. Còn thực tế khi nhìn cụm camera này thì phiên bản màu xanh có vẻ không bị lồi lên quá nhiều và cảm giác thì nó cũng... mà thấy nó lạ thôi, chứ đẹp thì không phải là tính từ dùng để diễn tả về cụm camera này. Mình thấy nó lạ, còn nếu các bạn thấy xấu thì đó là cảm quan cá nhân của các bạn. Bên trên thì chúng ta sẽ có cụm camera của máy với hai ống kính IMX700 50MP đến từ Sony. Nhờ sử dụng cảm biến lớn này, độ phân giải cao nên là cả camera chính và camera góc siêu rộng của Find X3 Pro đều có chất lượng hình ảnh rất đáng kỳ vọng. Do mình chưa chụp nên mình chưa biết nó đẹp hay không. Ngoài ra chúng ta còn có thêm camera tele độ phân giải 13 chấm nữa. Đặc biệt là chúng ta có thêm một camera super macro hiển vi và có độ phóng đại rất là cao, cộng thêm đèn LED để có thể chụp những vật thể rất nhỏ. Và ảnh chụp hiển vi từ Find X3 Pro thì phải làm chúng ta thật sự bất ngờ bởi khả năng của một chiếc camera hiển vi trên điện thoại có thể làm được. Mình chỉ tạm spoil một chút như vậy thôi, còn chất lượng camera hiển vi của máy ra sao thì hẹn các bạn trong những video đánh giá chi tiết ha. Cầm Find X3 Pro trên tay thì mình thấy đó là một sản phẩm có chất lượng hoàn thiện tốt, các chi tiết đường ghép nối tỉ mỉ, phím bấm hay là hệ thống khuôn viền của Oppo thì đều làm rất là tốt. Chỉ có một điểm duy nhất mình thấy Oppo chưa làm ổn, đó chính là việc vị trí đặt khe SIM. Khi mà khe mic và khe SIM thì đặt rất gần nhau với hai cái lỗ kích thước tương tự thế này, rất nhiều người sẽ dễ dàng chọt nhầm vào lỗ mic gây hỏng mic của máy. Đó là màn hình chính của Find X3 Pro. Chiếc máy có kích thước 6.7 inch, độ phân giải HD, cùng với đó là 10 bit màu real chứ không phải là 8 bit cộng 2 giống như một số sản phẩm khác. Chiếc máy này cũng có 120Hz để chúng ta có thể trải nghiệm được nội dung hình ảnh vuốt chạm mượt mà hơn, đặc biệt là với những nội dung chơi game. Những chiếc máy Oppo cũng được hỗ trợ với khá nhiều tựa game trên thị trường hiện tại chơi ở 120fps rồi. Màn hình của sản phẩm này vẫn được làm công nhưng mà không công nhiều như thế hệ trước, do vậy nên là rất là tốt trong khả năng vuốt chạm nhưng mà không bị biến sắc hay là bị biến đổi hình ảnh khi mà chúng ta xem theo dõi nội dung full viền, hay là chúng ta cũng không lo về vấn đề chạm nhầm phần viền của sản phẩm này nữa. Cấu hình của Find X3 Pro thì đương nhiên là con chip mạnh nhất trên thị trường đang có cho điện thoại Android, Qualcomm Snapdragon 888 cùng 12GB RAM. Phiên bản bộ nhớ trong được phân phối tại thị trường Việt Nam sẽ là 256GB. Còn phiên bản phần mềm đã được cài đặt sẵn trong máy là phiên bản ColorOS V12.2 trên nền Android 11. Nhưng mà có thể các bạn biết rồi, Find X3 Pro là một trong những chiếc máy nằm trong danh sách được trải nghiệm trước Android 12 đến từ Google. Nên là ngay lúc này khi các bạn mua chiếc máy này thì đã có thể trải nghiệm được Android 12 rồi. Và cuối cùng là giá bán, thì chỉ nghe riêng về giá niêm yết thì chúng ta sẽ cảm thấy khá nhiều điều băn khoăn.
26.990.000 đồng cho sản phẩm này. Nhưng mà bộ quà tặng kèm khá là hấp dẫn với trả góp 0% này, thẻ bảo hành toàn cầu và đặc biệt là một chiếc Oppo Watch có giá 6.000.000 đồng nữa, nên tính ra trừ quà thì sản phẩm này có giá cũng tương đối hấp dẫn đấy chứ. Và đó là những cảm quan cá nhân chia sẻ của mình về Find X3 Pro, chiếc máy cao cấp nhất của Oppo đem vào Việt Nam trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Còn thật sự là mình rất là kỳ vọng về chiếc Oppo X 2021 có khả năng cuộn màn hình nữa cơ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video lần này của Techroom. Đừng quên để lại một like, share, subscribe cho bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.